Audio Jungle. Chào con, thì cái đây là cái mô hình mình quay và con xem về cái chanh dây mà trồng xen với gòn rồi với lúa. Thì hầu như nông dân Đắk Lắk chúng ta có rất nhiều cái mô hình mà rất là hay, thì hầu như chúng ta chưa được tham khảo và chưa thấy. Nhưng bên trái cây thì Đắk Lắk luôn quay và cập nhật những video hay, những video thực tế luôn luôn cho bà con xem. Thì đây là cái chanh dây mà trồng xen với gòn này, gòn thì trồng tiêu, còn đất trống thì chúng ta tiến hành trồng lúa luôn. Thì chanh dây này mới có 3 tháng à, nói chung mà trái rất là nhiều và xum xê đẹp, chưa có hiện trạng bệnh gì hết. Thì mình quay cũng hướng dẫn cho bà con về cái thứ nhất là việc tỉa cành này, những cái lá mà già gần gốc đó, những cái cành chim đó, cành dưới thân đó, không quan trọng thì chúng ta tiến hành lặt bỏ đi. Cái thứ hai nữa là phun thuốc phòng bệnh. Thì cái điều quan trọng nhất đó, khi chúng ta trồng xen cà phê lúa đó, thì côn trùng kết thúc nó rất là nhiều, thì chúng ta cần phải phun được cái côn trùng kết thúc, thuốc từ sâu định kỳ. Thì bây giờ 5 đến 6 ngày bà con sẽ phun phòng được, nếu là thời tiết mưa nha. Còn nếu mà không mưa thì 7 ngày, 7 đến 8 ngày con phun, chứ đừng nên để xa quá, xa 10 đến 15 ngày con phun á thì nó không hiệu quả. Thứ nhất đó là mưa gió rửa trôi, thứ hai nữa là ruồi vàng rồi bò xít rồi á, nó bị phai thuốc thì nó có thể là nó tới tấn công sớm, nó chích vào những cái ngọn và những cái trái của cái chanh dây chúng ta thì khiến cho nó bệnh. Thì ở như những cái cây này quay vào con xem á, hầu như trái rất là xanh đẹp đó, nhưng một số trái nó vẫn bị hiện tượng là bị ruồi vàng chích. Thì một số bà con chúng ta thì cũng có cái phương pháp là nhử ruồi vàng. Thế này thì theo kinh nghiệm cá nhân của mình đó, thì mình khuyên bà con là không nên nhử. Thì nó nhử đều có hai mặt của nó, mặt lợi là tất cả côn trùng là nó chết nhanh, mặt hại của nó là nó thu hút tất cả côn trùng bay về đồng loạt. Thì từ đó thì côn trùng thì nó nhiều loại mà, ruồi vàng, bọ vừng, bọ xít rồi á, thì nó về nó chích, thì lúc đó nó vô tình nó mang mầm bệnh về chích cho vườn chúng ta. Thì lúc này nó khiến cho cái chanh dây chúng ta nó bị bệnh đi. Hồi đó thì thật sự nói về cái chanh dây thì bà con chúng ta phải biết là nó một cây trồng vô cùng nhạy cảm với tất cả các loại côn trùng. Thứ hai nữa là thuốc, nói chung là nó chính nhạy cảm với thuốc rất là dễ, mà cái tính kháng thuốc của nó rất là cao. Nên bà con chúng ta hay có thói quen là phun thuốc mà nó không bớt cái là lo đổi thuốc khác liền, phun liền, thì nó sẽ gây hại. Thứ nhất là tính kháng thuốc này, rồi có thể là ngộ độc thuốc này, nói chung là rất nhiều nguyên nhân. Nên bà con phun thuốc gì bà con phải từ từ, đợi thời gian khoảng 5-7 ngày hoặc 10 ngày chúng ta xem hiện trạng của nó, chứ phun vô bà con thấy nó hiệu quả liền nói chung là rất là khó, vì chanh dây nó nhạy cảm nên từ từ nó sẽ hấp thụ. Bà con không nên phun quá nhiều thuốc, phun nhiều nó sẽ gây ngộ độc, đó là mình khuyên bà con. Thì với cái vườn chanh dây này mình quay về cái mô hình này để cho con xem. Thứ nhất là vừa trồng lúa vừa trồng gòn, lấy cái gòn này chúng ta làm vàng luôn thì nó rất là tiện lợi, không có tốn chi phí gì hết cho bà con. Thì cái vườn gòn này quay cách đây gần hình như là 3 tháng rồi, lúc đó là mới xuống trồng thôi á. Thì nếu bà con có thời gian thì lục lại clip cách đây 3 tháng về kỹ thuật trồng gòn thì mình có quay lại bà con. Thì sau khi trồng gòn lớn lên thì tiến hành trồng xen luôn chanh dây đây. Thì với những cái cây chanh dây này mình quay bà con, lá cũng đang tiến hành lặt luôn thì rất là đều đẹp. Thì do giống này là giống chuẩn của bên trái cây thơm Đắk Lắk luôn, thì nói chung nó không có bệnh, rất là tươi tốt và đẹp á. Thì xung quanh này là trồng cà phê, tiêu, lúa, chung là đủ là cây trồng. Thì với cái mô hình ở Buôn Hồ Đắk Lắk chúng ta thì hầu như nông dân chúng ta có rất là nhiều nhu cầu để trồng cây này, cà phê, mãng cầu, chanh dây, bơ, tiêu, sầu riêng, cau, mít, nói chung là tất cả cây trồng hầu như là khí hậu ở Buôn Hồ Đắk Lắk nó thuận lợi, trồng rất là đẹp. Thì đây mình quay nãy giờ con xem không, nói chung là trồng chanh dây mà nó không bệnh á, mà xanh xao đẹp như vườn này mình quay và con xem á thì rất là thích. Nhưng mà tiền thu nhập nó khỏe hơn, nó không có bao nhiêu bệnh hết, không có lo lắng gì. Còn đối với những vườn mà chúng ta bệnh á thì chúng ta rất là lo lắng, thứ nhất là phun thuốc nó có bớt hay không, rồi tiền đâu, chi phí đâu chúng ta phun thuốc. Nói chung là nên trồng một cây trồng gì á, mình cũng khuyên mà con nên đi đúng hướng, tìm đúng hướng, tìm những loại thuốc tốt để phun từ đầu, để phòng bệnh từ đầu, nó không xảy ra bệnh và một số cái điều rủi ro khác. Và cái quan trọng nhất là mình khuyên mà con nên đổ phòng cái bệnh chích nhanh chích chậm nha.
về cái chanh dây á, là cái khi cái giai đoạn mà nó vừa phủ vàng á, cái tình trạng chết nhanh chết chậm nó xảy ra rất là nhiều. Cái điều này mình nói ở rất nhiều clip rồi, nên clip này mình vẫn phải nhắc cho bà con. Như cái bệnh chết nhanh chết chậm mình nói rất nhiều clip rồi, clip này mình vẫn phải nhắc lại bà con. Cái điều quan trọng nhất của cái chanh dây á là phòng cái bệnh chết nhanh chết chậm này, cái thứ hai nó côn trùng chết thúc. Hai cái đó là hai cái điều quan trọng nhất đối với cây chanh dây. Chúng ta phòng được hai cái đó thì hầu như mình khẳng định là 80% là cây chanh dây chúng ta không bệnh. Vì cái bệnh chết nhanh chậm nó xảy ra nhiều yếu tố, nhất là thời tiết mưa nhiều là nó hay bị nè, lá cô rẽ nè hay bị nè, héo xanh đó, héo xanh chết như cây chua, héo xanh nó vi khuẩn như cây cà chua. Hai cái bệnh đó là nó tương đương với nhau. Mà bà con nghĩ đi, khi chúng ta trồng một cái vườn chanh dây mà khoảng cỡ 400 gốc đi mà nó chết nhanh tầm khoảng, hay là héo xanh á tầm khoảng 50 gốc phát là bà con thấy ta lo lắng nhiều rồi. Thì vì đó nên mình khuyên là bà con á. Rồi cái thứ hai, chúng ta phải tỉa cành thông thoáng nha, những cành nào nó không có tác dụng thì bà con ta tỉa đi, đừng để nó rập nhiều mà nó những cái cành nó không có tác dụng á thì nó cũng ẩm quá thì nó cũng sinh ra nấm bệnh. Thì hầu như tất cả clip mình quay bà con về cái chanh dây cũng rất là nhiều rồi, thì những cái phương pháp phòng và chăm sóc như thế nào mình cũng nói rất là kỹ. Thì đây là cái mô hình mà trồng nên mình chỉ nói cho bà con xem tham khảo. Những ai trồng những mô hình này mà chưa thấy thì chúng ta có thể nhìn sơ qua, nếu mà chúng ta có rơi trường hợp này á thì chúng ta cũng nên phòng theo cái cách mà mình đã nói ở trên, đó là phòng gốc, phòng côn trùng chết thúc, tỉa cành thông thoáng, rồi chế độ bón phân phù hợp hết. Thì mô hình mà trồng ở Đắk Lắk chúng ta thì có rất nhiều mô hình, nhưng mình sẽ cập nhật từ từ và dần dần hết tất cả video để cho bà con xem. Bà con có thể theo dõi hàng ngày những thông tin. Thì hầu như tối nào bên Trái Cây Thơ Mùa Lắc cũng sẽ cập nhật những video ra cho bà con xem. Nên cái vấn đề là bà con cứ đăng ký kênh đi, tối nào cũng sẽ có những video hay ra cho con. Thì sau này mình sẽ đưa ra những cái lịch cụ thể về cái lịch mà up video lên bà con xem, vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu, hay có thể là thứ năm hàng tuần luôn sẽ ra video cho bà con xem, để cho bà con ta theo dõi được cái thời gian nào mà chúng ta ra video nó cụ thể hơn. Thì clip này mình cũng quay cho bà con xem đó, thì bà con cứ đăng ký kênh đi, thì sẽ dần dần mình sẽ quay đầy đủ tất cả cái trồng thêm tiếp theo cho bà con xem. Thì hầu như mình cập nhật cũng dần dần từ từ những video và những cách làm nông nông nghiệp của bà con nông dân ở Buôn Hồ nói riêng, Đắk Lắk, Tây Nguyên nói chung. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi clip này.